Việt Nam bay bay lăng thang tìm nơi tắm mơ giấc mơ ngày xưa. Anh bước lại trong đêm chiều trôi lối em về. Anh cũng chỉ có thể mãi bên em người ơi.
văn buồn những đôi tình yêu xưa. Những đôi xa hết để cho em mất được hạnh phúc bên người. Vui bên trên đôi chắc em không còn nhớ đến người cũ phải không? Vui bên trên đôi chắc em quên rồi. Xin cảm ơn. Ôi ôi, em ơi là em. Em nhảy kiểu đi thì ai mà chịu nổi. Nghe chưa? Ra đây. À, thay mặt cô chú, đây là một cái dancer nhà mình mà nhảy quá đẹp. Các anh đứng là chịu không nổi rồi. Em tên chị? Em tên Vi ạ. Vi ạ. Hóa hết cả mắt rồi. Từ từ, từ từ. Ôi, một xuống tí. Ôi, có chồng bốc bôi. Vi ơi. Từ từ, mần tí hả? Có một cái khúc mà đây là sáng tác của Lâm Trấn Huy. Này thấy gái đẹp cùng người cười tiếp cả mắt này hả? Đại ca đứng ở đây cho em nói chuyện tiếp. Một cái khúc, một sáng tác của Lâm Trấn Huy mà Huy nghĩ rằng là quý vị rất là thích. Em ơi, em sẽ diễn chung với anh. Quý vị thích nghe tình yêu duy nhất hay là mất niềm tin? Mất niềm tin nha. Em lừa anh lấy 30 triệu và một chiếc xe SH của anh. Hả? À? Đi lăng nhăng rồi quay về năn nỉ anh phát xin. Được không? Mần tí nhỉ. Miro lại, Miro. Mô. Ôi, yêu cho yêu em đi tí đó. Yêu em đi là để mình diễn chung để gia đình xem. Tí nữa đại ca ra xem lời rồi ra dắt em đi đó. Ai muốn em hát, anh hát. Nói em hát được, em phải diệt thôi. Một tí nè. Em hiểu cái chủ đề của anh chưa? Quay về năn nỉ. Một chút lớn cho Lâm Trấn Vi và Lâm Trấn Huy. Xin cảm ơn quý vị. Xuống đèn, xuống đèn. Không nghe được cái gì cả rồi. Còn đại cáo nữa rồi đây. Quý vị nghe dưới giọng của nó không? Cảm ơn quý vị. Có bạn nào mà bị gái lừa chưa? Thuộc bao nhiêu? Tá lại bị gái lừa, tá lại. Thôi Vi về đi, thôi Vi về đi. Vi không muốn nghe những lời đau lòng. Khi không còn yêu, nói ra làm chi, hãy chứ đau lòng chị xót xa mà. Nói về là về luôn. Thương đau là Vi, cô đơn là Vi, tiếc thương cho Vi bao ngày chung tình. Đã yêu lầm em, đã thương vì em, có trách có buồn kẻ trắng tay là anh. Tiếng yêu từ em bao nhiêu năm qua anh là kẻ ngờ. Giờ đây em cứ quyết muốn đi, mất em thì sao? Đời này đâu mỗi riêng mình em. Tình yêu anh đây không đổi thay, cớ sao giờ em đã tâm buông ra những lời đau lòng. Một ngày nào đó em biết sai, chưa quay về đây, anh sẽ không còn tin em nữa đâu. Về đi. Em đang bắt tay tôi quay tay nhắn nhỉ mà. Ôi đâu? Xin lỗi những gì chưa còn cái gì nữa mà quay về đây, tan cả hết rồi. Về đi mất đi. Em bơm bơm mồm má mới chịu không?
trai thôi. Em hát của anh đâu? Đưa cho trai thôi. Thôi em về đi, thôi em về đi. Anh không muốn nghe những lời đau lòng. Khi không còn yêu, nói ra làm chi? Hãy chưa đau lòng chỉ xót xa mà thôi. Thương đau là huy, cô đơn là huy. Tiếc thương cho anh bao ngày chung tình. Đã yêu nhầm em, đã thương vì em. Đôi chân có buồn kể trắng tay là em sai rồi. Thì anh ngây thơ nên đã tin tiếng yêu từ em. Bao nhiêu năm qua anh lặng im ở. Giờ đây em cứ quyết buồn đi, mất em thì sao? Đời này đâu mới thêm mình em. Tình yêu anh thấy không đổi thay. Cớ sao giờ em đang đâm buông ra những lời đau lòng. Một ngày nào đó em biết sai, chưa quay về đây, anh sẽ không còn tin em nữa đâu. Vì anh ngây thơ nên đã tin tiếng yêu từ em. Bao nhiêu năm qua anh là kẻ cờ. Giờ đây em cứ quyết muốn đi, mất em thì sao? Đời này đâu phải thêm mình em. Tình yêu anh đây không đổi thay. Cớ sao giờ em đang tâm buông ra những lời đau lòng. Một ngày nào đó em biết sai, chưa quay về đây, anh sẽ không còn tin em nữa đâu. Một ngày nào đó em biết sai, chưa quay về đây, anh sẽ không còn tin em nữa đâu. Cảm ơn em. Anh hạt xì lô mà em lên em làm này kinh rồi. Mấy người đang tập trung vàng cả mắt, cứ đứng nhảy thôi. Cảm ơn em, anh tặng em cái album mới. Dạ. Ao hả? Hết chưa rồi? Anh tặng chưa tìm mơ rồi cùng nhớ về hạ tình. Nhớ đuổi thành hạt rồi. Bà này thành hạt rồi. Mình thành hạt bà này rồi. Hạt rồi à? Hạt tình bình thường đi. Ơi hạt tình mình. Đi xa càng nhớ về, khổ đau càng nhớ về. À, thế là anh phải đủ là quê của mình để hạt bà khác. Hạt về hạt tình bình thường đi. Dạ. À, cô chú ơi, con muốn hát thêm bài nữa nhưng mà anh Dũng nói là hết giờ rồi, con này mặn hơi nhiều. Dạ thôi thì con không biết nói gì hơn, con xin được chúc toàn thể cô chú anh một bài sôi động đi, bài sôi động đi, cho phạt sôi động nè, phạt sôi động nè. Ôi trời ơi, thế thì con sôi động cầm bài gì đấy quý vị? Nhạc sàn. Để suy nghĩ nhỉ. Bài gì cho nó máu nhỉ? Ôn cô yêu đi. Thân phù du được không? Hay là anh không muốn làm người thứ ba, hay là bốn điều yêu? Bốn điều yêu. Xin mời tất cả gia đình lên sân khấu hết luôn. À, bốn điều yêu. Yên thôi, sập sân khấu Huy ơi. Mai Chu Minh còn hát à, thôi. Năm người thôi. Mở điều bốn điều yêu mở từ đâu nhưng mở bên này anh biết được không? Mở lại bốn điều yêu. Mở đen nhuyễn giữa vai mở từ đâu? Gia đình nhà mình có từ đâu? Có đâu có đuôi mới là người hạt định với mình. Bốn điều yêu đây rồi. Mới có câu này. Đi lại nhỉ?
lần đi. Bài gì đấy? Có phải nhạc 4 điều yêu đâu, 4-5 lần cũng được, hay là bài gì cũng được. Ôi, trời thế, giọt nước mắt chảy ngược được không? Được. Giọt nước mắt chảy ngược. 4 điều yêu, 4 điều yêu. Bấm kiểu gì á? Ôi, bấm đĩa kiểu gì đấy? Bấm đĩa đây về trừ lương đi này. Quả này cắt lương luôn đi, trời chứ. Chờ nên hóa hết tầm mắt, đợi chờ là hạnh phúc đủ không gia đình ạ. Cho chàng một tay giải lớn cho âm thanh. Thank you. Mở đi. Hôm nay xem lầm trên Huy. Mở cái gì chẳng được. Ngày mai xem Chu Minh hả? Vâng. Chu Minh. Đúng chưa? Bắt đầu hát đi. Chúc mừng anh biết anh là người thứ ba cười rồi.
càng về sau như thế này mới nghe được cái gì. Còn mấy bài trước là không nghe được cái gì cả. Cảm ơn quý vị, xin được hẹn gặp lại vào hôm sau. Lâm Trần Huy về đây sẽ làm live show âm thanh và ánh sáng hoành tráng hơn. Một tay lớn để chia tay Lâm Trần Huy ạ. Xin chào tạm biệt quý vị, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.